Xin chào mọi người, chào mừng người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà gần như là ở cạnh khu đô thị Đỗ Nghĩa, gần với công viên âm nhạc, gần với trường đại học Fendica, gần với lại bến xe Yên Nghĩa, gần với ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông. Cụ thể, căn nhà nó thuộc cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương, thuộc tổ 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, và đường ngõ trước nhà như quý vị nhìn thực tế, ô tô nhỏ có thể đỗ ngay đêm trước cửa thoải mái nha mọi người. Đó. Và với căn nhà đã được hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về ở, diện tích 38m², thông số nhà như sau: hướng nhà là hướng Tây Bắc, mặt tiền của ngôi nhà 3m6, mặt hậu của ngôi nhà 3m6, chiều sâu của ngôi nhà 10m7 quý vị nhá. Một số quý vị, cô chú cũng như anh chị yêu cầu đọc thông số thì có thể vẫn có sự nhầm lẫn đối với Ngọc Ánh, thì mọi người có thể add Zalo và em sẽ gửi sổ đỏ trước để cho quý vị cân nhắc trước khi đi xem. Với căn nhà này gần như là nằm ở cạnh khu đô thị Đỗ Nghĩa, đã được hoàn thiện xong cái đầy đủ sổ đỏ chính chủ, bàn giao nhà luôn. Mọi người có thể dọn đồ về và ở ngay. Với phần cửa chính của nhà thì thiết kế một cửa là cửa cuốn mọi người ạ. Và cái diện tích của căn nhà này 38m thì rất là rộng. Giá chào bán của căn nhà này hiện tại chủ đang chào bán là 3 tỷ 300 triệu, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, giấy phép xây dựng. Hỗ trợ vay vốn ngân hàng là mọi người biết rồi, pháp lý rất là chuẩn chỉnh thì mới vay được ngân hàng. Cái thông số nhà là mặt tiền 36 cũng rất là thoáng. Hướng nhà của căn nhà này nó là hướng Tây Bắc và đã được hoàn thiện gần như là chỉnh chu rồi. Mời mọi người theo em, đây chính là cái phần phòng khách của ngôi nhà mọi người nha. Đó, phòng khách của ngôi nhà thì được thiết kế toàn bộ là cái hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Ở đây thì với cái trần thạch cao ở phía tầng 1 này có lắp cho mình một cái móc chờ quạt trần. Mời mọi người theo em vào cái phía tầng 1, phần bên trong phòng bếp của ngôi nhà. Với cái không gian phòng bếp của ngôi nhà đây rất là thoáng. Cái độ cao từ phía dưới trần cho tới với mặt đất này nó là 3m7 mọi người nha, cũng khá là cao và rộng. Trong cái không gian của cái phòng bếp này cũng được lắp toàn bộ hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng. Và cái không gian phòng bếp này mọi người có thể nhìn thực tế, ở đây chủ nhà có lắp cho mình một cái bếp từ, cũng như là ở đây là cái hệ thống quạt hút mùi mọi người nha. Đó, quạt hút bếp ở đây. Đây, cái không gian của cái phòng bếp này thiết kế cái tủ bếp rất là hài hòa. Xung quanh bếp thì là toàn bộ là ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá đen granite, phụ kiện bếp đi kèm chậu rửa, vòi rửa đều được lắp đặt đầy đủ đây. Hệ thống kệ bếp đây mọi người này, mọi người có thể nhìn thực tế luôn. Chất lượng khá là ok. Đó. Quan trọng nó là vị trí, diện tích thì nó là 38m² rồi. Và vị trí của nó thì Ngọc Ánh vừa chia sẻ nó gần như là nằm cạnh khu đô thị Đỗ Nghĩa. Nó được hưởng toàn bộ những cái tiện ích nội khu của khu đô thị mang lại. Ở đây thì cái công viên cây xanh cũng như là cái địa hồ điều hòa, hồ âm nhạc mọi người ạ. Đó, đây là cái phần để tủ lạnh mọi người nha. Và ngoài ra cái phần tầng 1 của ngôi nhà thì còn có một phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1, đầy đủ hệ thống bồn cầu và xịt vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang, cổ trụ cầu thang ở đây mọi người nhìn thực tế giúp Ngọc Ánh. Toàn bộ là sử dụng gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang thì là ốp đá đen và cổ trắng. Mời quý theo em lên khám phá tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà, xem ngôi nhà này giá chào bán 3,3 tỷ đồng, diện tích 38m², vị trí như thế thì có hợp lý hay không? Với tầng 2 của ngôi nhà thì vừa bước chân lên trên phía tầng 2, đây là cái hành lang đi vào giữa hai phòng cũng khá là rộng. Toàn bộ trên tầng 2 thì được chủ đầu tư là ốp sàn gỗ công nghiệp mọi người ơi. Đây ạ. Cái phần phòng ngủ phía ngoài của ngôi nhà đây. Đó, cái hướng Tây Bắc, tuy nhiên thì cái hướng này nó cũng không quá nắng đâu mọi người ạ. Và cái phần thiết kế của cái phòng ngủ này thì rất là vuông vắn. Và thiết kế hai lớp cửa, cửa sổ ấy ạ. Bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Đây mọi người có thể nhìn thực tế. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Với căn nhà này thì nằm trong cái khu dân cư vô cùng đông đúc, ngay cách với lại chợ dân sinh nó chỉ khoảng tầm 100m, cách với trường tiểu học mầm non cấp 1, cấp 2 Yên Nghĩa nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 500m thôi, đi lại rất là thuận tiện. Cửa thông phòng đây được thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim rất là chắc chắn. Đó, toàn bộ tầng 2 được lát sàn gỗ nha mọi người. Tiếp theo với cái căn phòng ngủ phía bên trong, căn nhà này vuông vắn lắm luôn đi mọi người ạ. Mặt tiền 3m6, mặt hậu 3m6, chiều dài 10m7. Ngọc Ánh đọc đúng với cái thông số ở trên sổ đỏ của ngôi nhà. Đó, diện tích 38m, thiết kế trước sau, cầu thang giữa, hai phòng ngủ. Phòng nào cũng có đầy đủ cửa sổ thông thoáng này.
Rồi các phòng ngủ thì được lắp hệ thống trần thạch cao, đèn led, sàn gỗ. Đó. Cơ bản có như thế nào thì Ngọc Ánh quay như thế thôi. Quan trọng là vị trí mọi người có thể cân đối và quan trọng là tầm tài chính. Phía tầng 2 của ngôi nhà, ngoài hai phòng ngủ thì có một phòng vệ sinh ở giữa. Đây chính là cái phần phòng vệ sinh. Được lắp đặt đầy đủ hệ thống bồn cầu, quạt hút mùi. Đó. Hệ thống sen tắm, lavabo. Hệ thống ở đây thì cái căn nhà này ấy, nước đã được lắp đặt rồi, hồ sơ điện, hồ sơ nước được lắp đặt đầy đủ hết rồi quý vị nhá. Nên là với hiện trạng của ngôi nhà thì chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm vệ Việt Pháp. Đây là tầng 2 của ngôi nhà, mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và tiếp theo đây là phía tầng 3 của ngôi nhà. Thì với phía tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế tương tự như tầng 2, cũng gồm hai phòng ngủ thiết kế giống hệt. Như vậy bước chân lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà, căn nhà này đã có 4 phòng ngủ riêng biệt. Đó, 4 phòng thì để 4 cái cửa như thế này luôn mọi người nhé. Đấy, phòng nào cũng thiết kế vuông vắn, thoáng trước, thoáng sau. Từ vị trí căn nhà đúng gần như nó là cạnh khu đô thị luôn mọi người ạ. Đi lại giao thông rất là thuận tiện, đường thông, ngõ thoáng, gần chợ dân sinh. Nói chung đáp ứng cái tiêu chí cho mọi người. Gần với trường đại học Phenica Hà Đông. Từ cái vị trí ngôi nhà này mà ra tới trường đại học Phenica Hà Đông, nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 1,5 cây thôi. Đi lại rất là tiện. Đây, phía căn phòng của bên trong. Như vậy với tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà, 4 phòng ngủ thì đều được lát sàn gỗ công nghiệp đầy đủ hết rồi. Đó. Với cái vị trí phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông thì thời điểm này giá đất hiện tại nó rất là cao mọi người ạ. Thật sự luôn, Ngọc Ánh làm từ năm ngoái đến năm nay, cái giá đất nó biến động vô cùng luôn. Quý cô chú, anh chị nào mà thường xuyên theo dõi kênh của em từ năm ngoái đến năm nay mới biết là cái giá trị nhà đất nó tăng kinh khủng. Và mời người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà, ở đây có một cái ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang này mọi người ạ. Và với cái căn tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Đây là cái phần khu vực để máy giặt. Đây, sàn thoát nước, ổ điện. Đó. Để riêng một cái khu vực để máy giặt ở đây. Và một cái phần phòng thờ ạ. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Thoáng, cửa sổ được lắp đặt, đều là hai lớp cửa. Về cái độ an toàn an ninh trong ngôi nhà thì mọi người hoàn toàn yên tâm. Đó. Trên tầng 4 của ngôi nhà thì không lát sàn gỗ, mà ở đây là lát gạch kích thước 60-60 vân đá. Phần còn lại của ngôi nhà đó là phần sân phơi. Thì đây chính là phần sân phơi, phần còn lại của ngôi nhà mọi người nhá. Đây ạ. Cũng rất là rộng, rất là thoáng. Ngọc Ánh xin chia sẻ và nhắc lại với quý vị đang theo dõi kênh. Với cái căn nhà này được thiết kế và xây dựng độc lập, diện tích 38m², ô tô đỗ cửa trước cửa ngày đêm thoải mái. Với cái căn nhà này thì chỉ việc dọn đồ về và ở, pháp lý rõ ràng, sổ đỏ chính chủ, bàn giao nhà luôn, giá chào bán 3,3 tỷ đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin mới nhất từ Bất Động Sản Nhà Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video sau.